Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Nếu như Manu đang làm mưa làm gió trên các giải đấu, thì trong thế giới phần mềm và trí tuệ nhân tạo, Stockfit và AlphaZero đang nổi lên như một cặp kỳ phùng địch thủ so với các phần mềm khác. Với mong muốn vượt trội để thống lĩnh các phần mềm cờ vua, AlphaZero đã có một số nâng cấp và cải tiến đáng kể so với các phiên bản trước đây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa Stockfit 16 và new alpha zero để xem alpha zero được nâng cấp có mạnh như là đợi đồn không nhé đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh đấy, ấn một nút đăng ký và nhấp mình cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất đừng quên để lại một like để động viên và ủng hộ admin dạy chơi cờ vua nhé trước một đối thủ mới được nâng cấp phần mềm stockfish thận trọng khởi đầu ván cờ bằng nước mã F3 Alpha Zero nhanh chóng đáp trả bằng nước mã F6 Trắng dâng tốt C4 chiếm lĩnh trung tâm Đen đẩy tốt E6 Mở đường cho tượng F8 xuất trận Trắng triển khai mã lên C3 Đưa quân xuất trận kiểm soát trung tâm Đen phi tượng lên B4 Trắng di chuyển hậu lên C2 Bảo vệ mã để tránh khỏi bị tốt chồng Đen đẩy tốt B6 Đúc lô cốt cho tượng lên B7 Kiểm soát đường chéo lớn nhất của bàn cờ Sau vài nước đầu thăm dò Độ nâng cấp của Alpha Zero Stockfish mạnh mẽ dâng tốt E4, chiếm lĩnh trung tâm và đe dọa tràn sang E5 để tấn công mã. Đen lập tức ăn tượng vào C3, buộc trắng phải ăn tốt lên C3. Đen đẩy tốt D6, thiết lập thế trận phòng thủ. Thế nhưng cũng không thể ngăn cản, trắng thúc tốt tràn sang E5, tấn công mã. Đen ăn tốt lên E5, trắng ăn mã lên E5. Trước sự hung hăng của trắng, Đen liền nhập thành đưa vua vào vùng an toàn Sẵn sàng nghênh chiến Trắng triển khai tượng lên G5 Tung đòn rằng không chế mã Đen di chuyển hậu lên D6 bắt mã và tránh khỏi đường rằng Trắng lùi tượng với F4 Đe dọa sẽ nhảy mã G6 để tung đòn tấn công mở bắt xe thấy vậy đen nhanh chóng chạy hậu về E7 tránh đòn Trắng nhập thành dài Triển khai xe tham chiến trên cột mở D Đen theo kế hoạch đưa tượng lên B7, kiểm soát đường chéo chiến lược H1-A8. Trắng triển khai tượng lên D3, chỉa về phía cánh vua, sẵn sàng khai hỏa. Đen nhảy mã C6, khiêu khích mã trắng ở trung tâm. Trắng qua xe E1, tập trung quân nặng trên các cột E và D để chuẩn bị đánh lớn ở trung tâm. Đen qua xe D8, tranh giành cột mở d với xe trắng. Trắng lùi mã về F3 tránh giao chiến để tập trung quân tấn công vua. Đen lên xe D7 chuẩn bị trồng xe chiếm lĩnh cột mở D. Không muốn đối đầu trực diện với xe đen trên cột mở D. Trắng liền tiến xe lên E3 để tăng thêm quân bảo vệ tượng. Đen để tốt H6 bảo vệ OG5 nhằm ngăn chặn các quân trắng xâm nhập. Trắng đẩy tốt H3. Đen theo kế hoạch đưa xe qua D8. Trồng xe rình dập trên cột mở đê. Không thể áp đảo được đen ở trung tâm. Trắng bèn chuyển hướng dâng tốt G4. Đe dọa sẽ tràn sang G5 để tiến đánh cánh vua. Đen phiệu lên C5. Trắng để tốt A4. Không làm ăn được gì. Đen lại lùi hậu về E7. Trắng lùi tượng về G3. Với đồ sẽ di chuyển lên G5 để răng mã. Đen phi tượng lên A6. Dình tấn công tốt C4. Xác định mặt trận chính lúc này sẽ là ở bên cánh vua. Trắng liền qua xe E1, tránh đứng cùng cột với cặp xe của đen. Để phòng đen ăn tượng vào C4. Đen phi hậu lên C5, hợp sức cùng tượng với bắt tốt C4. Trắng đẩy tốt B4 tấn công hậu. Đen chạy hậu với F8. Ở đây trong trường hợp mà trắng tưởng ngon, tiến tốt sang B5 để tung đòn tấn công đôi bắt mã và tượng thì đen sẽ phi hậu xuống A3 chiếu. Trắng chạy vua vào B1 thì đen sẽ phế xe vào tượng D3. Trắng ăn xe sang D3 thì đen sẽ ăn xe vào D3. Trắng ăn hậu lên D3 thì đen sẽ nhảy mã lên B4 tấn công hậu và làm điểm tựa cho hậu thọc xuống A2 chiếu. Trắng chạy hậu xuống D8 chiếu thì đen sẽ chạy vua lên H7. Trắng ăn tốt lên B4 thì đen sẽ ăn hậu B4 chiếu. Trắng vậy vua sang C1 thì đen sẽ ăn hậu C4 chiếu. Trắng chạy vua lên D2 thì đen sẽ qua hậu B4 chiếu. Trắng chạy vua sang E2 thì đen sẽ qua hậu E4 chiếu. Trắng chạy vua về F1 thì đen sẽ ăn hậu vào F3. Trắng ăn tốt xuống A6 thì đen sẽ xuống hậu H1 chiếu. Trắng chạy vua lên E2 thì đen sẽ lùi hậu về E4 chiếu. Trắng chạy vua sang D2 thì đen sẽ lại qua hậu B4 chiếu và cứ lập đi lướt lại các nước chiếu để ép trắng phải hòa cờ. Còn nếu mà trắng lùi hậu về D2 để chỉ huy hàng phòng thủ thì đen sẽ nhảy mã lên E4 tấn công hậu. Trắng ngăn xe lên E4 thì đen sẽ qua hậu B3 chiếu. Trắng sang hậu B2 che thì đen sẽ xuống hậu D1 chiếu. Trắng lùi hậu về C1 che thì đen lại lùi hậu về B4 chiếu. Trắng lên hậu B2 thì đen lại xuống hậu D1 chiếu và lập đi lặp lại để cầu hòa. Còn nếu mà khi bị đen chiếu hậu B3, trắng chạy vua vào A1 thì đen sẽ nhảy mã C2 chiếu, buộc trắng phải hy sinh hậu vào mã để giải cứu cho vua. Khi đó thì đen sẽ ăn hậu C2 bắt xe. Trắng chạy xe về E3 thì đen sẽ chạy tượng về B7 và đen sẽ giành ưu thế áp đảo cả về lực lượng và thế trận. Còn nếu mà trắng lại chạy vua sang C2 thì cũng không khá hơn là mấy khi bị đen nhảy mã A2 chiếu. Trắng ăn hậu sang A2 thì đen sẽ ăn hậu xuống A2. Trắng ăn tốt vào A6 thì đen sẽ ăn hậu về A4 bắt tốt. Trắng nhảy mã E5 thì đen sẽ ăn hậu vào A6. Và đen sẽ chiếm ưu thế trong thế cờ tam anh chiến lữ bố như thế này. Khi mà đen có tốt thông ở bên cánh hậu Trở lại với diễn biến văn cờ Tưởng ngon mà lại hóa lại không thơm Trắng không dám mạo hiểm Lên di chuyển tượng lên H4 Tung đòn rằng ghim chặt mã Đen lập tức dâng tốt G5 Đuổi tượng trắng chạy về G3 Đen cũng không dám đú Liền lùi tượng với B7 Tránh khỏi đòn tấn công đôi Và khống chế đường chéo chiến lược H1 A8 Trắng nhảy mã lên E5 Chiếm đóng trung tâm Đen đổi mã vào E5, tiêu diệt quân mã trung tâm nguy hiểm. Trắng ăn tượng lên E5 bắt mã, đen đưa hậu lên E7 bảo vệ. Với việc nắm trong tay song tượng, chĩa về phía vua, rõ ràng là trắng đang nắm thế chủ động. Trắng để tốt F4 đột phá, đen lùi mã về E8, mở đường cho hậu bảo vệ tốt G5. Trắng tiến xe lên E2, không chịu nổi sự căng thẳng. Đen chủ động ăn tốt sang F4, ngay lập tức trắng phi tượng vào H7 chiếu. Đen lúng cuống chạy vua sang F8, trắng lùi tượng về F4, đe dọa sẽ ăn họ H6 chiếu hết. Đen phi hậu lên H4, cố gắng phòng thủ, không cần phải vội vàng, trắng chậm rãi di chuyển vua lên B2 để phòng có biến. Đen nhảy mã F6 bắt tượng, trắng tiếp tục di chuyển vua lên A3 để phòng đen tập kích, đen lên tượng c6 bất thình lình, trắng tăng tốc thúc tốt tràn sang b5 tấn công tượng, đen chạy tượng về b7 tránh đòn, không để cho đen kịp thời củng cố thế trận, trắng thẳng tay phế luôn xe và tốt e6 giật mình với sự liều lĩnh của Stockfish, đen luống cuống phi tượng vào f3 tấn công xe, trắng chạy xe lên e3 bắt tượng tưởng rằng mọi việc đã êm đen liều lĩnh ăn tốt lên e6 làm thịt quân xe thơm phức không chậm trễ trắng phi hậu vào g6 đe dọa ăn tượng h6 chiếu thấy nguy đen vội vàng ăn xe sang h7 bảo vệ tốt trắng ăn xe vào e6 bắt mã ở đây trong trường hợp mà đen qua xe f 7 cố gắng bảo vệ mã thì trắng sẽ ăn tượng vào h6 chiếu buộc đen phải hy sinh hậu và tượng để giải cứu cho vua. khi đó thì trắng sẽ ăn hậu sang h6 chiếu. đen chạy vua sang g8 thì trắng sẽ qua hậu g6 chiếu. đen vào vua f8 tránh đòn thì trắng sẽ ăn xe vào f6 uy hiếp quân xe f7. đen lên xe d7 phòng thủ thì trắng sẽ qua hậu h6 chiếu. đen chạy vua sang e8 thì trắng sẽ lùi hậu về e3 chiếu bắt chết tượng. Đen chạy vua sang F8 thì trắng sẽ ăn hậu F3 và giành chiến thắng một cách dễ dàng. Còn nếu mà khi bị chiếu hậu H6, đen lại chạy vua sang G8 thì trắng sẽ lùi hậu về G5 chiếu. Đen qua xe G7 che thì trắng sẽ qua hậu F5 bắt tượng. Đồng thời dình thọc xe xuống F8 để chiếu hết. Đen qua xe F7 thì trắng sẽ ăn hậu về F3 và giành chiến thắng một cách dễ dàng khi áp đảo về lực lượng. Trở lại với diễn biến văn cờ, đen liều lĩnh bỏ xe để nhảy mã lên D5 với toán tính. Chẳng ăn xe H7 thì đen sẽ ăn mã F4, thủ tiêu quân tượng tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên thì có lẽ đen đã đánh giá thấp khả năng tấn công của Stockfish. Ngay lập tức, chẳng ăn tốt lên D5, tiếp tục duy trì đòn bắt xe và khả năng tấn công quân tốt H6. Đen lên tượng D5, bắt xe Trắng chạy xe về F5 tránh đòn. Đe dọa sẽ qua xe F5 chiếu. Cho rằng mấu chốt lúc này là trắng sẽ ăn tượng H6 chiếu. Đen lùi tượng với G8. Cố gắng bảo vệ xe hòng tử thủ điểm H6. Trắng theo kế hoạch đưa xe qua F5 chiếu. Đen lên tượng F7 che chắn cho vua. Ở đây trong trường hợp mà trắng ham ăn hậu vào H7 thì sẽ bị đen lùi hậu với E7 chiếu phản công. Trắng chạy vua về B2 thì đen sẽ lao hậu xuống E2 chiếu Trắng chạy vua về B1 thì đen sẽ thọc xe xuống D1 chiếu Trắng lùi tượng về C1 che thì đen sẽ qua hậu A2 chiếu hết ngay Còn nếu mà khi bị hậu chiếu ở E2 Trắng lại chạy vua lên A3 thì đen sẽ qua hậu A2 chiếu Trắng chạy vua lên B4 thì đen sẽ lùi hậu về B3 Chiếu hết trong sự bất lực của trắng trở lại với diện biến văn cờ dù nhìn thấy quân xe h 7 thơm phức song trắng vẫn không dám liều liền ăn tượng và h 6 chiếu nếu mà đen chạy vua sang e 8 thì trắng sẽ qua xe e 5 chiếu đen chạy vua lên d 7 thì trắng sẽ lùi hậu với f 5 chiếu bồi đen chạy vua lên d 6 thì trắng sẽ lùi tượng với f 4 đe dọa tung đòn chiếu mở chiếu hết đen phi hậu xuống f 2 thì trắng sẽ xuống xe E6 chiếu. Đen chạy vua về D7 thì trắng sẽ lùi xe về E3 chiếu. Đen lên tượng E6 che thì trắng sẽ ăn hậu vào E6. Chiếu hết trong sự ngỡ ngàng của đen. Do đó mà đen buộc phải ăn hậu vào H6. Không chậm chế, trắng ăn xe F7 chiếu. Cực chẳng đã, đen phải bỏ cả hậu để ăn xe sang F7. Trắng ăn hậu H6 chiếu đưa về cờ tàn hậu đấu song xe. Tuy nhiên thì trắng lại có cặp tốt thông liên kết cực kỳ lợi hại ở bên cánh vua. Đen chạy vua và E8 tránh đòn. Trắng thúc tốt tràn sang G5 bắt đầu tiến minh vào vùng lãnh thổ của đen. Đen lao xe xuống D3 tìm kiếm cội phản công lại. Mặc kệ, trắng cứ lừ lừ tiến tốt xuống G6 bắt xe và chỉ còn cách ô phong cấp đúng hai nốt nhạc. Đen chạy xe xuống F3 Trồng xe trên hàng 3 để quấy rối Trắng lao hậu xuống H8 chiếu Đen chạy vua lên D7 Trắng lùi hậu về H7 chiếu bồi Đen chạy vua lên D6 Trắng thúc tốt tiến xuống G7 Chuẩn bị phong hậu Theo bản năng Đen ăn xe C3 chiếu Trắng chạy vua về B2 tránh đòn Đen qua xe B3 chiếu Trắng chạy vua sang C2 không còn đường lùi, nên qua xe C3 chiếu tiếp. Trắng chạy vua sang D2 cho hậu bảo kê ô D3, hòng ngăn chặn đen chiếu linh tinh. Bí nước nên lăn xe vào H3 bắt hậu. Trắng chạy hậu về G6 chiếu, nên chạy vua lên C5. Không chậm trễ, trắng đẩy tốt xuống G8, phong thêm một quân hậu nữa. Đưa ván cờ về thế song hậu đấu với song xe. Theo bản năng, đen lao xe xuống H2 chiếu. Không hề lo đúng, trắng chạy vua về C1 tránh đòn. Đen qua xe C3, cố gắng chiếu cù nhầy để cầu hòa. Trắng chạy vua sang D1. Đen lao xe xuống H1 chiếu một cái cầu may. Trắng lạnh lùng chạy vua lên D2 bắt xe. Đến đây thì biết không còn khả năng chống đỡ. Alpha Zero thế hệ mới nên phải muối mặt đầu hàng để tránh khỏi bị ăn hành ngập cả CPU. Trường hợp mà đem cố gắng chống cự thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.